từ sau 9 tháng. Nhưng trên nó cho có một cái Bồ Tát nghịch xuống hành mình, hành thì đến nỗi mà mình phải khiếp, khiếp có nghĩa là mình không có dám đi như những người chủ khác hay những người đàn thanh niên khác bồ bịch này nọ, tại chưa rục rịch là đã bị chảm rồi, còn mình mà rục rịch nữa thì chảm còn chết, mà đã là chủ hãng này nọ thì tài sản nó chia hoài, mấy ông chủ sợ lắm. Chỉ có Việt Nam ăn dụng đồ thì ấy, còn ở đây á, khó, sợ chia và sợ mất của. Thời đó là chỉ có biết đi làm thôi. Đến khoảng là năm mấy ta, 2005, 2006, 2007 thì như đi làm nhiều á, nó bị stress, bị tinh thần nó hơi mệt, rồi cộng lại á, mình cứ thích chùa với thích thầy, cứ tối ngày cứ thích ngồi thiền, thì mỗi lần chiều chiều tối về thì canh cho mọi người ngủ hết, cho bà ngủ hết, rồi lén lén bò khỏi giường rồi đi ngồi thiền. Mà cái bữa nào khuya đó mà bắt gặp bà nắm đầu vô bà chửi đó, thì cứ thiền mà cũng phải lén nữa đó nghe. Đến lúc mà bữa kia nằm ngủ cứ thấy có một ông hòa thượng, sao ông hòa thượng cứ dẫn mình bay trên mây, bay hoài, bay qua những cái núi trùng trùng điệp điệp đẹp lắm, mây rồi nữa, thì mà 2-3 lần như vậy cảnh rất là đẹp, bay không mà nghe chứ không có đi bộ nghe. Sau đó đó, lúc đó thì chưa có biết hòa thượng Tuyên Hóa là ai. Sau đó khi là một ngày có người rủ đi lên Vạn Phật Thành cách đây khoảng 2 tiếng mấy thì thấy cái hình mới hoảng hồn, thì từ đó thì xin quy hòa thượng, thì kỳ có cái pháp danh của mẹ của người của hòa thượng đó là Trung Di đó. Thì tất cả những gì kỳ học về Phật đó là từ Vạn Phật Khánh Thành, Ten Thousand Buddha, là chứ kỳ không có nghe pháp của những vị thầy khác nhiều, chính là hòa thượng Tuyên Hóa đó. Và có những giấc mơ khoảng cũng khoảng thời gian đó, 2005, 2006 thì thấy thì cứ đi trên mây mà đi hoài, à đi tới đâu á cũng không có té xuống hết, mà mây nó cứ bay lơ lửng gì đó. Rồi tăng ni á, mặc áo vàng trùng trùng cái dạng dạng người đi trước đi sau, mà nó như thiệt, khi giật mình vậy á, thì nó như thiệt. Đến khi mà một ngày kia đó, Kiệt không có ngủ nhà, Kiệt có chiếc xe OV lớn lắm, Kiệt đậu ngay cái building này. Cái này là cái building một cái công ty của Kiệt nha quý vị. Nó là khoảng 50.000 square feet, lớn cũng cỡ như ta 50.000 square feet của Mỹ, thì nó khoảng 4-5 ngàn mét vuông gì của Việt Nam á, Kiệt cũng không biết tính cái đó. Thì Kiệt ngủ đó, lúc đó Kiệt mua cái building đó năm 2005 chắc. Ngủ phía sau có một mình à, tại thứ bảy chủ nhật cũng không có ai. Cái tối ngủ cứ nghe cái tiếng đi xung quanh, mà bữa trời mưa lớn nữa. Chiếc xe mà xe OV Mỹ gọi, OV Việt Nam gọi là cái nhà lưu động á, rồi có cái nhà lưu động trong này không. Xưa chùa là quy tụ đông vậy đó, thì ở trong cái nhà lưu động, cái nhà lưu động tối nghe tiếng đi vòng vòng chiếc xe, chiếc nhà lưu động của mình rầm 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 mà mấy lần như vậy, kiểu không thèm để ý mà kiểu không sợ ma nữa. Đến sau này mới hỏi lại cái building này nè, ngày xưa nó làm về, nó gọi là cái hãng Wintech, nó có một số người Việt Nam vô đen cướp, mà trong đó có một thằng người Tàu nó tên là Phan Choi gì đó, rồi nó bị tật cái chân,
mà nó chạy không kịp thì nó bị thằng Việt Nam bắn nó chết ngay cái sân đậu xe của cái chùa bây giờ nè. Thì sau đó thành ma mà nó muốn làm bạn với Kiệt thì sao Kiệt cũng làm bạn với nó luôn. Đến khi nè sau đó đó Kiệt bắt đầu quen nhiều thầy rồi Kiệt biết đọc kinh đọc chú rồi đó, thì bắt đầu Kiệt mới giảng sanh cho nó, bây giờ thì không còn thấy nữa. Chứ thời đó nó toàn là bạn với ma với chư thiên với mấy vị ngài hộ pháp thôi, tại vì lúc mà như đến lúc mình phải làm chuyện gì thì cái đầu của mình nó chuyển qua làm đúng theo cái chuyện đó, thì bắt đầu qua tâm linh thì khởi đầu từ lúc mà mở chùa này. Chứ còn trước đó ở nhà Kiệt thì cũng có chùa mà bên Việt Nam thì cứ gửi tiền về nuôi tăng ni này nọ thì có. Còn ở Mỹ này thì đang kể chuyện riêng ở Mỹ. Thì Kiệt mở ra cái chùa này khoảng năm nào ta, cũng không chính xác, khoảng 2008. Thì Kiệt có duyên với một ông thầy tên là ông thầy Thích Thông Lai. Thì thấy ổng mình cũng hâm mộ thời đó, tại ông nói chuyện hùng hồ lắm, mình đâu có biết, mới bắt đầu vô biết đạo mà. Thì mở ra cách thức đồ thì nhờ ổng hướng dẫn lúc đầu, thì coi như ổng cũng có cầm lúc đó, nhưng mà có bao nhiêu có 2-3 tháng à. Sau này ổng nói là ta bỏ thuốc lắc ổng gì đó tùm lum, rồi ổng cứ dùng cái chùa ổng chống cộng quá. Bởi vì cái thời mạt pháp này á, có những thầy binh vượt cộng tối đa, cũng giống như cái ông gì thấp thấp nhỏ con bển á, có những thầy là vượt cộng nhưng có những thầy chống cộng. Cho nên mình ở giữa Phật tử mình mới gọi là thời mạt pháp. Ngày hôm nay cha mẹ cho ra đạo thiên tâm là tự đốt đuốc là đi vậy, cũng không có bên nào hết nha. Chính trị là Phật tử không có nên theo, theo bên nào cũng chết. Đó là có. Đó là thầy chỉ có duyên đó 3 tháng bị mấy ngài hộ pháp đuổi đi. Tại cái chùa này khi mà những cái gì mà Kiệt mở là tất cả có chư thiên có hộ pháp đi theo để mà làm cái công việc. Sau này cái chùa này đổ ở vùng Bắc Cali này, mỗi lần tổ chức khóa tu á, là cả 1-2 ngàn người á, nó là một cái gọi là gần như là lớn nhất á. Vui. Đại khái nhà này nó không có đụng chạm nha. Có gì có thì nó có, không thì nó không. Nếu không mấy ngày hộ pháp quýnh đích đá đuổi đi. Đơn giản vậy đó. Chứ đâu có cái chuyện mà đã là thầy rồi mà nói tôi mà bắn chết Nguyễn Phú Trọng, mà bắn chết Nguyễn Tấn Dũng, tôi đọa địa ngục tôi cũng chịu. Đó, đâu có ai mà nói vậy. Tôi mình phải thương hết, thương chúng sanh, chứ mình không có đụng ai mình đòi bắn người đó là không có đúng. Đại khái thì có chùa này. Sau 3 tháng đi thì cái chùa tan hoang, ổng tuyên bố giải tán cái chùa, thành lập xong lại tuyên bố giải tán. Thì lúc đó Kiệt nhớ lại Phật tử đây nè, Phật tử giống như mấy nghìn người, cũng giống như cái nhà mà bị phá sản vậy đó. Một người thì lấy bồ đò, một người thì lấy mấy cái ghế, bức tranh, kinh thì ô tha ra thảy vô xe, người nào mà chạy lẹ nhiều thì lấy nhiều. Cái chùa tan hoang, Kiệt ngồi Kiệt lại, Kiệt năn nỉ từ bác: bác ơi đừng có lấy đồ của chùa của con, vẫn tiếp tục không có đóng cửa. Đại khái thì có khóc, khóc nức nở luôn, mà người ta cũng vẫn lấy đồ đi. Lời hôm nay Kiệt nói có cả dạng người ở vùng Bắc có đi làm chứng nha, Kiệt không có nói thêm nha. Đó, thì Kiệt nhớ như vậy, năn nỉ kiểu nào cũng không được. Ở chùa có 3 bức tượng tam thánh cũng đòi bưng đi, mai là Phật không chịu đi, Phật ở lại tới ngày hôm nay. Cái gì nó cũng có nhân có quả, mình đạo Phật mà. Phật cũng không đi, tổ cũng không đi, mấy ngày hộ pháp cũng không đi, tất cả hiện giờ đang còn ở lại hết, nhưng mà lại càng đông nữa. Mấy vong linh mà những người mà tu những thời xưa đó, khi họ chết họ cũng về chùa. Mấy bác mà hồi xưa ngồi đọc Lăng Nghiêm với Kiệt á,
giờ chết rồi cũng ở đó. Ông thầy Linh Nhẫn hồi xưa coi chùa này phó chủ trì, chết rồi cũng trở về chùa đó, đâu có giảng sanh gì đâu. Kể lại chùa lúc mà đi có duyên với thầy như ba, không tới 3 tháng nữa, vài tuần là bị đi. Thì kiệt là quản hồn, người cộng với Phật tử lấy hết những cái đồ gì ở trong chùa đi nữa, kiệt phải sắm sửa lại. Tại vì nhớ tới đầu kể tới đó nha quý vị, đừng nói chậm chút, không có viết trước. Kiệt mà viết trước nói khúc này hay lắm, nhưng mà mình chỉ phớt phớt qua thôi, kỷ niệm buồn mà. Làm đạo cũng bị thất bại, cưới vợ cũng bị vợ bỏ, làm gì cũng thất bại hết, cả cuộc đời là số không mà. Bây giờ cũng trở về số không bây giờ nè. Thì mỗi sáng kịp phải 5 giờ rưỡi kịp phải mở cửa chỗ này, thì có những người bạn đạo hiện trí thức cũng đọc kinh ở đó. Thì mấy một người thì đánh mõ, người đánh chuông, người đọc để đi tìm thầy mới. Mà đâu phải dễ tìm, nếu mình tìm sai gặp ông thầy chính trị nữa thì chết nữa, đúng không? Còn nếu mà tìm ông thầy chống cộng thì mình cũng chết. Đó, mình bị rồi, gặp ông thầy mà thân cộng mình cũng chết, ông nào mình cũng chết hết. Cho nên phải tìm rất là cẩn thận. Mà từ lúc mà thời điểm mà không có chủ trì thì tự Phật tử đứng lên cũng dẫn chúng được, chùa cũng vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mà chỉ không có thầy nào đó. Khoảng 8 tháng từ gần năm thì Kiệt làm vậy. Nghĩa là hai công việc, sáng thì mở cửa chùa đây, đọc kinh Lăng Nghiêm xong, Nam Mô, đại khái là Kiệt thuộc lòng kinh thời đó, thuộc hết. Rồi chạy qua mở hãng, nghĩa là hai công việc, chủ chùa và chủ hãng. Cho tới khoảng gần năm sau, Kiệt với bà Mommy với chị Động Từ ở đây nè, chị cũng bây giờ chắc cũng làm bà mẹ rồi đó. Bà Mommy giờ cũng còn sống. Với nhóm Phật tử đây, với anh Bắc, với anh Nam, nhiều lắm. Chị Liễu Nghiêm rồi nữa, cứ đi tìm thầy. Thì lúc đó gặp thầy Nguyên Đạt, ổng có cái chùa Bảo Phước ở dưới đầu Los, thì sao ổng cũng có cái chùa gì mà tuốt ở trên cái núi nữa đó, có tượng Phật bự khổng lồ à. Nhớ mà chỗ đó ma ghê hồn. Thì lúc đó thì có một vị thầy cũng mới vào Mỹ tên là Hòa Thượng Thích Thái Siêu, cứ nấu cơm cho thầy Nguyên Đạt. Mình thấy trời ông này nhân tài nghe, tiến sĩ Phật học, nhưng mà tại sao lại đi cứ nấu cơm, cứ đi thỉnh Hòa Thượng Thái Siêu về chùa này để làm chủ trì. Thì trong đó có khúc đó, cho nên Kiều phải kể khúc đó. Nghĩa là Khổng Minh đi mà mời Khổng Minh xuống núi rồi đó, giống vậy đó, ở đó khúc đó đó. Thì đến cuối cùng Hòa Thượng Thái Siêu về thì có duyên với ngài. Ngài từ lúc mà ngài về cai quản ở cái nơi này, chùa rất là thịnh, rất là lên. Chùa nó cũng lúc thăng lúc trầm nha. Hiện bây giờ thì không có ai chủ trì hết. Có thể vài tháng sau có một người nào, có một vị thầy nào xuất chúng tới làm chủ trì cũng không chừng. Chứ còn chùa bây giờ là toàn là mấy sư hổ mang không à, đang ở trỏng. Cho nên kệ, ta đây đang chờ một vị sức chúng trở về để mình lập lại đại bang lại, phải không? Tức là nó có thăng có trầm, trong đời Kiệt học hỏi vậy, Kiệt thấy vậy đó. Cho nên cái gì mình cũng phải giữ bình thản để mình tính lâu dài. Chùa rất là thịnh, mỗi một năm á, kiết hạ hay là gì á, thì thời đó đó mình nói những cái khúc trước nha, thì Hòa Thượng là mời hết tăng ni trên thế giới, ngày lớn mà mời về thì rất là vui. Thì có duyên, cái gì buổi tiệc nào rồi nó cũng sẽ tàn.
đến lúc nào ta, 2018 à? Lúc 2018 ở trên cha mẹ ra lệnh là tại có những chuyện Kiệt không thấy được, không biết được, nhưng mà ở trên biết. Cho nên thường Kiệt nói với quý vị là Kiệt thì ngu lắm, khờ, không biết gì hết. Nhưng mà những vị hộ pháp hay là cha mẹ hay là chư Phật rất là không có khờ như Kiệt, ngày mấy vị biết hết. Cho nên ít ai gạt được Kiệt là nhờ vậy đó. Khi mà gạt được Kiệt là phải, khi nào gạt được Phật đó thì lúc đó hẳn nghĩ Phật được Kiệt nha, gạt được cha mẹ. Thì lúc đó Kiệt cũng không tin, nhưng mà cuối cùng chuyện gì nó cũng vậy. Thì Hòa Thượng Thích Siêu rời khỏi chùa năm 2018-19 vậy Kiệt không nhớ rõ. Cho tới ngày hôm nay năm 2022, chùa vẫn không có ai làm chủ trì hết. Thì chỉ mong sau này có duyên với một vị nào về để mà cai quản lại cái chùa. Chứ bây giờ cái chùa tiêu điều sơ sát. Trở lại lúc mở hãng năm 1993 hay có gì để nói 93, 94. Đó là chuyện đời không à. Bây giờ mình vô chuyện tâm linh đi. Trong khoảng thời gian đó Kiệt cứ nằm mơ nhiều cái giấc mơ nó lạ lùng lắm. Đến một ngày kia khoảng năm 2010, mười bốn mười lăm, thì lúc đó đó thì lúc đó Đức Thầy với Thánh Mẫu Liễu Hạnh với nhiều gì lắm, chị chỉ nói ấy thôi, sau này gặp thì gặp ngoài đời kể, còn trên này kể sơ. Mấy vị về mới nói con là dày dày tên dày, xuống trần làm chuyện này dày dày. Lúc đó Kiệt cũng chả có biết Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai, tại mình đâu có nghiên cứu đâu, cũng chẳng biết Đức Thầy là ai luôn. Đức Thầy mình á, tại vì ngày nói chuyện nhưng mà nói ngày Đức Thầy, Kiệt đâu có nghiên cứu kinh sấm miền Tây đâu, biết Thầy là ai, cũng chẳng biết cha mẹ là ai luôn, có nghĩa là mù mờ vậy đó. Nhưng mà Kiệt có kể clip số 1, hồi nhỏ đó, khi mà cái Thiên Nhãn Thông nó mở ra đó, Kiệt nhìn thấy nhiều thứ mà người thường nhìn thấy, lúc mà cha mẹ đóng lại để cho mình trà trộn, mình sống với người đời. Và đến khi mà cần phải làm việc của cái thời tận thế nè, thì khi cha mẹ mở ra thì thiên ma nó cũng sẽ thấy và nó cũng sẽ theo hại. Thì cho nên bây giờ đã mở ra cái những cái mà gì đã đóng lại, mở ra để mình làm việc. Thì như cái ánh đèn vậy, giống như cái anten vậy, mở anten lên thì nó cũng biết, trên mới biết để mà theo dõi, để mà làm việc. Thì thiên ma cũng quýnh hoài. Thì ở trên mới nói cho Kiệt biết Kiệt là ai, thế này thế nọ. Rồi có một lần Thánh Mẫu nói tại với đệ là cùng giống như nguồn gốc mấy trăm nghìn năm. Thì sau đó mới biết thì Thánh Mẫu Liễu Hạnh là chị của Kiệt. Đại khái khúc này nó hơi tâm linh quá mà Kiệt không được lộ cơ nhiều. Thoáng thoáng là gì hiểu rồi phải không? Thì ai gặp riêng thì Kiệt kể riêng. Nó có cái đó. Lúc đầu không tin thì cứ bệnh thôi. Không tin thì cứ bệnh. Dân lớn lên ở Mỹ mà mấy chuyện tâm linh làm gì tin, đâu có thằng nào tin. Thì giống giờ Kiệt nói nhiều người không tin vậy đó. Nhưng mà khi đụng chuyện nó nói thiệt không á. Rồi đó là những thời gian đó cho tới thì thường mấy vị thường về dạy dỗ rất là nhiều, nói chuyện đã đến rồi
từ năm 2017 là bắt đầu là những năm cuối cùng của Hào Quân, mà trái đất sẽ nhiều biến động, thế giới sẽ có nhiều biến động, binh lửa, binh đao, bệnh tật, thì mấy vị báo trước thì biết hết. Sau đó có duyên quen với cái ông kia, ông tên là ông Bình Nguyễn, như giờ ông nghe đâu rồi, ông là cháu của ông Đỗ Mười á. Đỗ Mười là ai mình không biết, nhưng mà rất là giàu, ở cái nhà mấy chục triệu đô á. Thì ông biết Kiệt về tâm linh, thì ông mua cái núi Thiên Long Sơn, mà ông mua cả chục năm mà ông không có làm gì. Rồi cái con lần ông thờ Phật, nhưng mà cái sau này mới biết là Kiệt tới nhà ông không có thờ gì hết trơn á. Ông coi Phật cũng giống như là tượng thôi. Thì mục đích là để mà kéo người lên núi để mà cho, để mà xây dựng nhà cửa gì đó, không biết. Nghĩa là ở ngoài thì giống như Phật, nhưng mà ở trong là không có phải là tin đạo Phật, không có tin, chỉ là bề ngoài là đại khái vậy đó. Là ông Bình Nguyễn á, ông có nghe cái này chắc ông bây giờ chắc tin nè. Thì ông sơ sài cái núi, đến lúc mà ông thờ Phật mà cái tâm không có thờ, tức là thờ ở ngoài mà tâm không thờ, thì ngay chỗ khu công giáo bây giờ nó có một miếng đất xi măng á, là nó có cái chỗ đó bị cháy, thì thành phố á mới cho xuống 12 cái violation, đó là bị phạt 12 cái. Mà lúc mà phạt thì dĩ nhiên cục đất đâu phải gỡ mấy cái đó ra bán người ta mới mua. Còn không có làm xong 12 cái phạt đó thì đâu có ai đâu chịu lấy cục đất đó. Thì cái đó cũng là cái duyên ở trên đưa đẩy. Cái này mình kể về tâm linh. Đất đó là có tứ linh long lân quy phụng, cho nên có mấy ông rộng chậm. Khi mà bán cái đó, lúc đó có 30 acre, 30 acre của ổng làm chủ, 30 acre ổng bán thời đó là 30 acre ổng bán 2,5 triệu mà không có tiền trả. Ổng nói trả góp, ok mình trả góp, mà đến lúc mà giờ chót rồi đó không có tiền trả, mẹ mới nói con phải lo trả, không trả phiền thì gắng kiếm tiền trả. Cái mẹ cho trả 2,5 triệu. Thì mình đã xây đường xi măng, xây cầu thang lên. Tiền mà Kiệt làm núi thời đó đó, cùng một lúc Kiệt build cái hãng ngày hôm nay á, là song song. Cho nên cái đồng tiền của hãng nó làm nhiều á, nó không có đủ nhai nữa, thì tiền đâu mà lên núi. Cho nên tháng nào cũng chật vật hết, lấy đâu này đắp kia giá cái nọ. Rồi mỗi lần mà có kỳ phát lương đó là mấy cô thơ ký thời nay á, nhăn cái mặt, nói anh không tiền mà sao cứ nhiều đi đổ xi măng. Tại vì mình biết tận thế sẽ đến, nếu mình làm không lẹ, không kịp á, thì người ta không có lên lại nhiều. Thì nếu nhiều người lên núi thì lại nhiều, thì cái trái đất á, nó giảm đi cái nhịp. Cái trái đất nó cũng giống như đen thui à, nó trong cái màn đêm, trong cái bóng tối của cái gạp hát vậy, không có ngọn đuốc nào hết. Thì đông người mà biết đạo về núi á, thì mỗi người giống như cầm cái đuốc để cho nó sáng lên. Thì đó là mục đích của Kiệt. Cho nên hồi Tết này là từng rồi, cái bà Cindy Chavez là bà sẽ ứng cử đây. Bà hỏi em, thật sự mày sao mày xây mấy cái đường mà không xin giấy phép, lý do là gì? Tức là bà biết là mình hiện bây giờ bị đóng cửa núi làm. Thì Kiệt mới nói thật chứ bà, nó tao biết sẽ có ngày tận thế là adjustment day, tao cố gắng làm cho lẹ để cho mang tất cả những người dân ở đây á, lên để giúp tao, mỗi người lại một chút, mỗi người cầm cái ấy để mà cho cái trái đất mình, để cho nước Mỹ mình được thanh bình, để cho nước Mỹ không có bị gọi là nổi loạn, chia đôi, cho thế giới không có chiến tranh nguyên tử. Kiệt giải thích với bà gì ha, bà nói mày có lòng tin chứ, you have a lot of faith, là lòng tin á, mà mình là thật tâm mình nói thật, thì bà nói như vậy. Thì hôm nay mà có hy vọng trong tương lai thì cái cửa sẽ mở lại, nhưng mà mục đích chính là vậy. Cho nên lúc mà Kiệt xây dựng cái đó, Kiệt đổ đường hay đổ xi măng cho lẹ lẹ lên để cho nó kịp với cái ngày của tận thế mình. Thì đúng như cái những gì mà Kiệt đã tính trước cách đây 5-7 năm,
ngày tận thế. Mà thời đó đâu có ai biết, rồi Covid tới thì cũng có báo động năm 2018. Thì bữa có cái bà lên bà hỏi thì chuyện nói vậy đó. Còn chuyện bà tin hay không là chuyện của bà. Tức nghĩa là mình nhiều người lên núi chừng nào thì cái trái đất của mình á, nó sẽ sạch lại chừng đó. Mỗi người lụm một miếng rác. Bây giờ nguyên cái bãi rác của cái trái đất này gần mấy trăm năm thánh chiến rồi, hết thánh chiến rồi đến khủng bố, hết khủng bố rồi tới Black Lives Matter rồi dân chủ rồi cộng hòa, ô lưu sù bố rồi cộng sản quốc gia, các mát với nữ thần tự do. Thì cái núi nó sẽ làm cho cái tâm con người lên đó tịnh lại, và chư thiên ở đầy trên núi đó. Thì Kiệt biết như vậy cho nên Kiệt ráng đổi xi măng. Thì cuối cùng thiên ma nó cũng có con cháu của nó ở nằm ở trong làm việc ở dưới thành phố á, lên để cản trở mình làm đủ điều khó khăn. Nhưng mà mọi khó khăn nào á, Kiệt cũng cố gắng vượt qua. Nhiều lúc vượt không nổi á, đứng khóc. Cái điện của mẹ như vậy nè, điện cha nó có đèn điện chổng sáng phải không? Tại tối mình đi về mình xuống núi mình cũng phải bỏ đèn để cho nó đẹp. Vậy mà nó nở nó cúp điện. Mà cái chiều Kiệt lên Kiệt thấy cha mẹ tối thui á, không có đèn, không có điện. Kiệt đứng Kiệt khóc và hụ. Cái ngay lúc đó cái mấy chư thiên với mẹ với mấy vị về, cái có một lần, có một lần mẹ về mẹ nói á, con khóc á, con động hết tất cả các tầng trời. Có một lần lúc đó, tại vì lúc đó nó cúp điện đó thôi à, thì cho nên mỗi một cái gì mà cái cảm xúc hay là cái giận dữ á, là tất cả ở ngoài không gian mấy vị biết hết á. Thì lúc đó mấy chư thiên ở tầng, tất cả các tầng trời cũng khóc theo Kiệt luôn á. Chứ bây giờ mình thấy á, chỗ này đẹp như vậy mà không có đèn nó tối thui à, thì mình có buồn không? À, thì tụi thành phố này nó ác vậy đó, cúp điện luôn. Nó đóng cửa là chuyện nghe, nó còn cúp điện mình nữa. Hiện giờ nó đang cúp điện nữa đó. Hiện giờ nè, thì phải câu lén á. Thì khóc quá trời khóc. Những ngày đầu tiên nó cúp điện á, ở trên mấy bao nhiêu tầng trời trên mấy chư vị cũng khóc theo. Hay là Phật. Mỗi ngày Kiệt đi làm về kể, nhớ tới đâu kể tới đó, nó không có trước mặt giấy tờ gì hết, kể để cho nó có cái cốt, có cái xương sườn của cái cốt truyện. Thì những lời của Kiệt nói là lời thật, việc thật. Thì nãy có nói về khúc mở chùa, thầy online, thầy hòa thượng, thầy siêu gì đó, có đụng chạm gì, xin lỗi các vị nha. Đó là thiệt. Ai là ở chùa mà làm không đúng, là mấy ngày hộ pháp á, là đã đứt đi á. Cho nên tới năm 2018 á, lúc mà hòa thượng 2019 gì đó, hòa thượng nó siêu rời khỏi chùa, ở ngay chỗ chánh điện, một đống bàn dông. Kiệt tính về cái bàn dông vô trong cái phòng. Lúc đó Kiệt thấy mấy dông quá trời. Thấy Ngài Địa Tạng hiện về. Tại chỗ đó có thờ Ngài Địa Tạng trước mặt mấy cái hình của dông. Thì họ không có nói gì hết. Nhưng mà theo Kiệt nghĩ, theo cái điển của Kiệt á, thì họ muốn ở đó. Là tự vì khi mà Phật tử mỗi sáng đọc kinh á, thì họ cũng tu theo. Còn tự nhiên mình đem họ vô mấy cái hình mà vô trong phòng á, thì cũng là đối với mặt đời thì nó là rất là professional, tốt. Chứ gì dòng với tượng Phật thì để chung một cái chánh điện cái phòng thì nó hơi lùm xùm. Thì lúc xưa Kiệt nghĩ như vậy. Đến khi mà mấy vị hiện về rồi tới giờ Kiệt để im đó luôn. Thì cái phòng mà Kiệt dọn sẵn nó vẫn còn trống á. Ai mà hướng chùa Phim Anh sẽ hiểu. Là vì lúc đó mấy ngày hiện về đó, khi hòa thượng Thái Siêu lúc đó rời khỏi chùa. Còn nói về lúc hòa thượng Thái Siêu rời khỏi chùa, lý do gì là chỉ có thầy trò biết, nhà nội bộ biết. Nhưng mà tất cả những Phật tử theo Kiệt tu tập gần cả 10 năm ở cái chùa niệm Phật đường Phim Anh, tất cả chửi Kiệt, chửi thậm tệ luôn, tới ngày hôm nay vẫn còn chửi. Thì Kiệt mỗi ngày Kiệt phải khấn cho những người đó để cho họ sau này không có mang cái tội là phạm thượng.
cái Kiệt đau lòng. Tại vì họ chửi một người như Kiệt là rất là tội, ở trên á tính sổ nặng lắm á. Mình cúng dường cho một người bình thường mình cũng có phước, mà cúng dường cho một vị Phật, một vị Bồ Tát á, mình có phước cả vạn lần là có thể giảng sanh. Mà chửi một người bình thường thì tội cũng thường thôi, mà chửi lộn một người là tội là sao, là ngập muôn trùng luôn á. Đó. Đó thì mà tại sao Kiệt cứ ai chửi cứ cho Kiệt cái tên Kiệt để Kiệt khấn, nếu không là chết, nặng lắm, mấy vị phạt nặng lắm á. Thì Kiệt bị Phật tử ở đây chửi rất là nhiều. Tức là mỗi một vị thầy rời khỏi chùa Phi Manh là Kiệt bị chửi. Không cần biết lý do gì, cứ chửi trước cái đã. Như đạo Phật thì đang kể về tới cái núi Thiên Long Sơn. Thì lúc đó Kiệt cũng nằm mơ, cũng là mơ với điển, điển với mơ, mơ với điển tối ngày. Kiệt có cái cảm ứng. Thì khi mua cái núi này nó hoang vu, rất là hoang vu, mình không biết xây cái gì ở đâu, làm cái gì ở đâu. Cái cầu thang mà đó, nó dốc gì nè, mình đâu có ai mà nghĩ là làm được cái cầu thang đi lên. Thì cả tượng tổ hay là tất cả các tượng hiện giờ ở trên đó. Thì mỗi lần ấy thì Kiệt ngồi Kiệt khấn, thì trên mới điển vô cái tâm thì Kiệt tự nhiên cái Kiệt sáng ra, làm gì. Thì cái núi Thiên Long Sơn xây là nhờ như vậy. Mỗi lần mà bị bí, cũng như là bây giờ mình bí đường á, là phải ngồi thiền, thì mấy vị điển vô tâm thì gọi là triền tâm. Tới ngày hôm nay cái núi Thiên Long Sơn vẫn bị đóng cửa, tượng cha tượng mẹ vẫn bị cúp điện. Ta hiện bây giờ nó cũng vẫn còn thế lực chưa. Trong những lúc đầu á, là trong cái hội trường, cái này là cái hội trường trong chánh điện, có tôi mễ người Việt đồ cũng có làm trong đó. Cái ở phía bên hông chỗ mà cái nhà bếp nấu cơm á, có cái giỏng, cái lâu lâu có hàng mễ, nó thấy hai cái bàn chân lò lên gì, nó hoảng hồn, nó la, nhảy xe dọt xuống núi, chạy không kịp. Cái một lần, hai lần, ba lần, sau đó thì mới biết là ông Sơn Thần á, nhiều lúc ông nằm chơi thôi, nhưng mà khi mấy vị dùng thần thông thì biến mất, còn mấy vị nằm kiểu vui vui á, mấy vị hồn nhiên á thì hiện lên đó, thì có cái đó. Tự nhiên gặp Xích Long, Bạch Long. Trong những thời gian đầu thì cũng chưa có quen thân với mấy vị, chỉ biết cái núi rất là linh thiêng, mà mỗi lần thì ước gì là có đó. Ngày mai mấy vị cho tôi thêm mấy cái PO, tức là đơn đặt hàng, để tôi đổ một khúc xi măng, mà cái đường từ chân núi mà lên trên đổ gần 600-700 nghìn đô, cứ mỗi một tầng thì cần khoảng 30 ngàn để trả cho mười mấy mễ. Nó đổ một lần, mỗi một tầng đổ đường khúc mà đâu có tiền đâu, cứ ngồi năn nỉ mấy vị cho tôi ngày mai có tiền nha, để tôi trả nó. Tại nó đổ vừa đổ xong, nó chưa khô là mình phải trả tiền liền á. Đó là những cái đồng tiền xương máu mà tạo dựng Thiên Long Sơn. Tại lúc đó đó, cái hãng KNT từ ở cái ngôi chùa hồi nãy về qua cái chỗ này á, cái chỗ mới này á, là trong lúc mình về để mình là cho cái chùa 100% hoạt động á, thì nó đã tốn tiền hai bên. Cho nên một cái công ty làm vừa phát lương vừa mua để mà ấy, mà phải song song, phải xây dựng hai bên á, nó không có đủ chi phí. Sau này có một lần lên cái hỏi trên, hỏi cha, nói sao cha không cho con tiền giống như Hoàng Kiều hay là mấy người giàu ở đây hay Bill Gates để con làm cho nó khỏe. Cha nói nếu như vậy đâu có biết người
người khôn kẻ trí. Và đồng tiền thế gian này nó cũng giống như cái con bài vậy đó, con chip gì đó, cái thẻ gì đó, thảy qua thảy lợi thôi. Thì nhưng mà con làm bằng cái tâm á, với cái tâm của mình á, thì nó sẽ dính vô cái núi, nó sẽ bền hơn. Chứ còn mà cầm check mà ký thì nó là chỉ là cái hình thức, nó không có bền. Đó là trên dạy kiện gì. Cho nên cái núi Thiên Long Sơn không phải là đến lúc thì có nhiều tiền như ngày hôm nay. Thì sau này chị sẽ kể những cái clip kế tiếp, hôm nay thì cũng làm sao. Khi mình đã hết lòng với chúng sanh, hết lòng với đạo, thì tự nhiên trên cho mình, thì đó là sự thật. Sau này đến năm 2016-17 á, có nhiều người nói, ủa sao giờ hãng mày quá trời bự, hồi xưa mày có 50 người, bây giờ 500 người, hồi xưa mày có khoảng 1.000 mét vuông, bây giờ mày tới 50.000 mét vuông. Hồi xưa đại khái là họ so sánh, tao đâu biết, mày đi làm từ thiện đi thì mày sẽ hiểu. Ở trên cho nhiêu rồi tao làm nhiêu, cho lớn thì tao làm lớn, cho lớn thì tao xây dựng đẹp hơn, cúng dường nhiều, còn cho ít thì tao cũng làm ít. Đó là vậy. Mà cái nghề về di mạch á, nhiều lúc á nó ngộ lắm. Nhiều khi có một món hàng cũng giống như xe hơi vậy, nếu mà ai mà làm cái vỏ xe thì nó ra hàng tỷ tỷ cái vỏ. Thì cái nghề di mạch cũng vậy, làm trúng con ốc thì nó ra cả mấy tỷ con ốc. Con ốc mình bán 50 sen thôi là mình biết bao nhiêu rồi. Nó là nhờ cái số lượng đông, cho nên khi mà cái hàng nó chở mình nó lên cũng lẹ lắm. Nó không phải như dạng như những cái nghề khác phải từ từ chậm chậm, không có. Nghề điện tử mà lên lẹ. Năm 2014 là cái mua Thiên Long Sơn 2,5 triệu của ông tên Bình Nguyễn, cháu ở Đổ Mười, lúc đó có 30 acre. Cho tới những năm kế sau á, Kiện mua khoảng thêm mười mấy người chủ nữa, thì những cái dãy đất kế bên sau này á là nó thành ra 360 acre. Cái nghĩa là đất của ông Bình thời xưa đó nó chỉ có không tới như ta 30, giờ 300, nó không có tới 10% nữa, thì nó có nguồn gốc là vậy. Sau này Kiện mua những cái nông trại đó dài hết, cho nên Thiên Long Sơn hiện bây giờ á là làm chủ khoảng 360 acre, để cho tất cả những con cháu của mình, những nhân loại sau này hiểu được gọi là thánh địa là gì. Trên đó lúc nào cũng có các chư thiên, chư Phật ở trển, có điển, có cha mẹ ở trển, có tất cả các chư vị ở trển. Nếu mà người nào mà tâm thành khánh gì sẽ được đó. Có rất là nhiều người, những cái thằng mà thợ hồ hay là thợ này thợ kia mà làm cho núi Thiên Long Sơn sửa nhà đó, rồi điều khá hết á, là mấy vị gia hộ hết. Giờ thằng nào nấy bây giờ khá hết. Thế như là Phật, bây giờ đúng tiếng thì Kiệt kể tóm tắt của cái tập số 4 này. Từ thời đi ăn bờ ở bụi ở dưới miền Nam Cali, học ở dưới rồi trở về đây rồi cưới vợ, rồi mở chùa. Rồi qua hai vị thầy ở chùa Freeman, thì qua tới núi Thiên Long Sơn, thì một cái tập 4 này nó tóm tắt nhiều câu chuyện. Tại vì Kiệt mới vừa làm về, Kiệt bỏ 1 tiếng đồng hồ để kể chuyện cho quý vị. Thì hy vọng sẽ gặp lại tập số 5. Tập số 5 thì để Kiệt tỉnh táo, suy nghĩ nhiều thì nói nhiều, còn nghĩ được nhiều thì nói nhiều. A Di Đà Phật, xin chào, xin hẹn tập số 5 trong những ngày kế tiếp nha quý vị. A Di Đà Phật. Này số 4. Tập số 5 sẽ nói về mấy ông rồng. Sao mấy vị hộ Kiệt có 4 rồng hộ kìa. Thì nói về cái đó, và nói về những cái sự linh thiêng của cái núi rất là màu nhiệm. Như là Phật, xin kính chào.